biến động và giảm nguy cơ đợt cấp. Mời Phó sư Phan Thục Phương. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, kính thưa Dr. Thomas và kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Hôm nay lời đầu tiên thì cho phép tôi được cảm ơn công ty Boehringer đã cho tôi cơ hội được đến để trình bày với các quý vị đồng nghiệp về quản lý toàn diện ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì như quý vị được biết, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở thế giới cũng như Việt Nam chúng ta là một cái bệnh lý mà nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi những cái điều trị rất là toàn diện thì mới giúp được cho bệnh nhân của chúng ta cải thiện được về chất lượng cuộc sống cũng như là kéo dài cuộc sống và đặc biệt là giảm cái tỷ lệ tử vong. Và bài trình bày của tôi hôm nay đấy là với cái chủ đề đấy là quản lý toàn diện COPD với thể hiện ở cải thiện về chức năng hô hấp, cải thiện về triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và khả năng vận động và giảm nguy cơ đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Phần trình bày của tôi gồm có 3 nội dung. Một là điểm qua về cái gánh nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ảnh hưởng của bệnh đến cuộc sống của bệnh nhân. Thứ hai đấy là cập nhật cái phác đồ điều trị mới của GOLD 2018 và hướng dẫn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của Bộ Y tế năm 2018. Và phần cuối cùng đấy là hiệu quả của điều trị thuốc giãn phế quản để giúp quản lý toàn diện bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với điểm qua những cái nghiên cứu trên thử nghiệm lâm sàng. Và với cái tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là gánh nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì một cái số liệu công bố của WHO năm 2015 về tình hình mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn ở Việt Nam thì thấy rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam chúng ta thì là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 sau đột quỵ và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Và người ta ước tính rằng khoảng 25.000 ca tử vong mỗi năm và với nhiều hơn cái số lượng người tử nạn do giao thông và con số này thì hiện vẫn đang gia tăng. Và với cái số liệu như thế thì tạm thấy rằng là cái gánh nặng về tỷ lệ mắc cũng như là gánh nặng bệnh tật ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam chúng ta. Và với cái diễn tiến của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy rằng là bệnh sẽ càng ngày càng nặng dần và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân. Và cái vòng xoáy bệnh lý của bệnh nhân sẽ càng nặng nề hơn nếu mà bệnh nhân không được nhận một cái điều trị phù hợp với một cái phác đồ điều trị phù hợp và đáp ứng với cái phác đồ điều trị thì cái diễn tiến ngày nó càng nặng nề và cái kết cục cuối cùng là bệnh nhân của chúng ta sẽ tử vong. Và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những cái hoạt động về chức năng, khả năng lao động sản xuất và đặc biệt là làm giảm cái chất lượng cuộc sống. Một cái nghiên cứu đa trung tâm đã thấy rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giới hạn cái hoạt động hàng ngày ở mọi lứa tuổi. Bệnh nhân ở đây người ta chia ra là ở cái nhóm bệnh nhân dưới 65 tuổi và bệnh nhân trên 65 tuổi thì với tất cả các mức độ hoạt động từ hoạt động thể thao rồi hoạt động hàng ngày rồi những cái giao tiếp về mặt xã hội, ngủ nghỉ, những cái công việc nhà thì đối với mọi lứa tuổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đều có cái giới hạn hoạt động. Và rõ ràng như vậy thì chất lượng cuộc sống bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chúng ta là rất suy giảm. Và cái triệu chứng nổi bật ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là khó thở. Thì với cái tình trạng khó thở của bệnh nhân nếu mà không được kiểm soát, nếu không được điều trị thích hợp thì sẽ dẫn đến là ở bệnh nhân của chúng ta sẽ ít vận động hơn, dẫn đến làm cái vòng xoáy đi xuống là dẫn đến cái tình trạng gọi là thụ động với tất cả những cái hoạt động hàng ngày. Và với cái việc mà kiểm soát được cái triệu chứng khó thở thì sẽ giúp cho bệnh nhân của chúng ta sẽ hòa nhập với xã hội hơn, tốt hơn. Và đấy là cái mục đích của các bác sĩ chúng ta khi mà chọn những cái phác đồ điều trị phù hợp. Vì rõ ràng cái việc mà giảm vận động sẽ thành một cái vòng xoắn càng ngày bệnh nhân của chúng ta sẽ thụ động hơn trong cuộc sống của mình. Và với cái việc giới hạn hoạt động và vận động như vậy thì cái cuộc sống tinh thần của chúng ta như thế nào? Ngoài cái việc mà gọi là sức khỏe về thể chất thì sức khỏe tâm thần của bệnh nhân COPD chúng ta sẽ, người ta hướng tới đấy là gì? Bệnh nhân sẽ gì? Lo âu, trầm cảm, rồi lo sợ cho tương lai, thiếu tự tin về các quyết định của mình, rồi nguy cơ cô lập xã hội và mất cái sự độc lập. Thì cái đấy là cái mảng về cái đời sống tinh thần ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho nên là với cái việc mà quản lý toàn diện thì với cái việc mà điều trị cho bệnh nhân của chúng ta thì sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện về đời sống cả về thể chất và tinh thần cho bệnh nhân. Một cái nghiên cứu ở
rất nhiều quốc gia ở Mỹ cũng như là quốc gia ở châu Âu thì người ta thấy rằng là những cái gánh nặng về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thấy 40% những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phải nghỉ hưu sớm và có giảm tuổi thọ. Và với nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là tuổi thọ trung bình ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là khoảng 54 tuổi, một cái lứa tuổi rất là thấp. Và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tác động đến kinh tế xã hội do mất cái thu nhập và về hưu sớm. Và cái chi phí về điều trị ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nghiên cứu ở các quốc gia thì người ta thấy rằng là cái gánh nặng của cái chi phí bệnh tật thì nó liên quan nhiều đến cái mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ở cái bệnh giai đoạn càng nặng và không được điều trị, không được chẩn đoán kịp thời thì cái chi phí điều trị càng gia tăng. Cái kết quả nghiên cứu được công bố năm 2007 về cái hậu quả ảnh hưởng của sức khỏe của cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái diễn biến thường xuyên, và chúng ta thấy rằng là hầu hết ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn của chúng ta thì xuất hiện những cái đợt cấp. Có những cái bệnh nhân mặc dù đã có những cái tuân thủ điều trị, đã có những điều trị thích hợp thì với các đánh giá thì người ta cũng thấy rằng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống. Đấy là 50% những cái trường hợp trong cái nghiên cứu này thì thấy là không thể duy trì được cái hoạt động bình thường, vì khi xuất hiện những cái đợt cấp thì nó làm cho cái cuộc sống bình thường của bệnh nhân bị suy giảm. 46% thì phải nằm trên giường hoặc là ngồi nghỉ trong ngày, thấy lo sợ khi mùa đông tới gặp khoảng 30%, và muốn được một mình và hoặc là trên người thân hoặc là gia đình chứ không ngại giao tiếp với xã hội khoảng 27%. Cũng 27% là cảm thấy thất vọng với bản thân, người ta có những cái tư tưởng về bi quan, và 24% phải nghỉ việc do đợt cấp và rất lo sợ. Đấy. Thì đây là những cái con số nghiên cứu để chúng ta thấy rằng là rõ ràng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề tinh thần, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân mà người ta cái tần suất xuất hiện đợt cấp rất cao. Và đây cũng là số liệu để chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng trên thực tế lâm sàng là chúng ta cũng phải thông cảm với bệnh nhân. Tại sao bệnh nhân bệnh phổi của chúng ta khó tính như vậy, đúng không? Rất nhiều những cái phàn nàn vì người ta bị những cái ảnh hưởng tâm thần bởi cái bệnh lý nền, cũng như là đặc biệt ở những người mà có rất nhiều cái tần suất về đợt cấp. Rồi tần suất và cái độ nặng của đợt cấp thì tăng theo cái mức độ giai đoạn của bệnh của nặng. Thì với những bệnh nhân mà càng nặng, những cái bệnh nhân mà có nhiều cái đợt cấp thì cái tiên lượng của bệnh nhân nó kém hơn rất nhiều. Và chức năng phổi giảm cũng như là tần suất đợt cấp thì nó làm tăng cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chúng ta. Với cái bệnh lý diễn biến phức tạp như vậy thì phác đồ điều trị của chúng ta luôn luôn thường xuyên được cập nhật dựa vào các nghiên cứu trên lâm sàng để đánh giá tìm thế nào một cái phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Và hàng năm thì Gold luôn luôn cập nhật những cái phác đồ mới dựa vào những cái kết quả nghiên cứu lâm sàng. Và các nghiên cứu lâm sàng gần đây thì đã thấy rằng là với những cái phác đồ điều trị trước phối hợp giữa ICS và LABA chỉ định trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thấy có cái nguy cơ của cái điều trị ICS kéo dài và cái tác dụng phụ, và có những cái bằng chứng mạnh đấy là ở những cái bệnh nhân mà dùng ICS kéo dài thì thấy là có tăng cái nguy cơ của viêm phổi ở cái nhóm mà bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cũng như là gặp với những cái tác dụng phụ với tỷ lệ thấp hơn như là loãng xương hoặc là tiểu đường, hoặc một nhóm số bệnh nhân là có nấm candida về phế quản. Và với những cái bằng chứng như vậy thì các nghiên cứu đã chứng tỏ là làm thế nào để tìm ra một cái phác đồ tối ưu và để cá thể hóa trong điều trị cho bệnh nhân của chúng ta. Và với cái hướng dẫn của GOLD năm 2018 và vào tháng 8 năm 2018 thì Bộ Y tế đã ra cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì cũng đã cập nhật đến các quý vị đồng nghiệp với cái phác đồ điều trị mới. Đấy là cái thuốc giãn phế quản thì đóng vai trò trung tâm trong điều trị GOLD B, C và D. Và với những bệnh nhân GOLD D với cái triệu chứng khó thở nặng thì có thể cân nhắc cái điều trị phối hợp hai cái loại thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài là LABA và LAMA. Và ở trong cái hướng dẫn mới này thì người ta thấy rằng là cần phải cân nhắc và hoàn toàn không có sử dụng cái ICS cho ICS, tức là dùng corticoid dạng hít ở những cái bệnh nhân GOLD ở nhóm A và nhóm B, và từ C trở D thì tùy thuộc vào từng cái bệnh nhân, từ cá thể bệnh nhân thì cái phác đồ điều trị của người thầy thuốc mình cũng sẽ cân nhắc là có dùng ICS trong cái phác đồ điều trị hay không. Thì đấy là cái cần phải cập nhật trong cái phác đồ hướng dẫn của GOLD 2018 và đặc biệt là trong cái hướng dẫn điều trị chính thức của Bộ Y tế năm 2018.
Và với cái tác dụng của LABA và LAMA, thì LAMA thì có tác động lên các thụ thể của muscarin, cơ trơn, phế quản, và nó phân bố ở mật độ cao ở các phế quản lớn. Và bên cạnh đấy thì LAMA với cái tác động thụ thể beta ở cơ trơn phế quản, phân bố khắp phế quản bao gồm cả những cái tiểu phế quản, thì như vậy với cái phác đồ phối hợp giữa LAMA và LABA thì nó sẽ giúp làm thế nào để làm giãn phế quản tối đa ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đấy là những cái căn cứ cơ sở về khoa học để hướng dẫn đến những cái hướng dẫn về điều trị. Và cái dưới dạng kết hợp giữa LABA LAMA thì yêu cầu một cái dụng cụ phân phối thuốc mà nó giúp làm thế nào để khuếch tán sâu ở trong phổi, thì nó sẽ phát huy được tối đa cái tác dụng của cái nhóm thuốc giãn phế quản. Tìm hiểu về cái sự phát triển của các thuốc phối hợp ở liều cố định và LABA và LAMA thì đã có một số cái nhóm thuốc mà đã được chấp nhận điều trị ở Mỹ cũng như là các quốc gia ở châu Âu. Đấy là indacaterone và glycopyrrolidone, rồi vilantirom, umesilium. Xin lỗi quý vị vì là cái màn hình nó hơi bị mờ. Vâng. Thế và đây là cái sự phát triển của các thuốc dạng phối hợp với liều cố định LAMA và LAMA. Thì với có rất nhiều những cái thuốc dưới dạng này đã được chấp thuận ở các quốc gia ở châu Âu, ở Mỹ và ở các nước ở trong khu vực châu Á. Đấy, nhóm thuốc đầu tiên đấy là indacaterone phối hợp với glycopyrrolidone, rồi vilantirone phối hợp với mesilinium, và olanthium, tiopium, formeterone, acilidinium. Và đây là những cái nhóm thuốc mà với cái sự phát triển nó sẽ là những cái sản phẩm giúp cho các thầy thuốc lâm sàng chúng ta có những cái lựa chọn, có để chọn những cái phác đồ mà điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Điểm qua về các nghiên cứu chứng tỏ rằng là cái vai trò của LABA LAMA nó giúp cho cái việc mà là một cái phác đồ tối ưu trong cái điều trị toàn diện ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì công ty Boehringer đã thực hiện cái chương trình Tovito bao gồm tập hợp một rất nhiều các nghiên cứu để người ta đánh giá xem là với cái phác đồ LAMA-LAMA điều trị chỉ định ở nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó sẽ cải thiện trong cái điều trị toàn diện ở bệnh nhân như thế nào. Thì cái nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu Enizito thì được công bố trên tạp chí về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vào năm 2016. Thì với cái kết quả nghiên cứu, người ta cũng thấy rằng là khi so sánh giữa hai nhóm điều trị, một nhóm là điều trị LABA LAMA và một nhóm là dùng ICS và LAMA, thì thấy rằng là nó có cải thiện cái chỉ số FEV1 ở sau 24 giờ so với cả nhóm dùng ICS và LABA. Và với cái việc sự cải thiện này thì nó cũng đánh giá ở cái mốc ở ngày thứ nhất, thời điểm tuần thứ 12 và tuần thứ 26 ở một cái nghiên cứu để so sánh giữa QV149 với cái ICS và LABA. Thì với những cái bằng chứng là LABA và LAMA phối hợp thì thấy có thể hiện hơn ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và khi so sánh điều trị với cả ICS và LABA. Và một cái nghiên cứu Tornado cũng trong cái chương trình mà nghiên cứu Tovito thì người ta thấy rằng là cái dạng phối hợp giữa LABA LAMA với cái hoạt chất là tiotropium phối hợp với olaterol thì nó có cải thiện chức năng phổi đáng kể trên những cái bệnh nhân mà có điều trị nền, khi mà so sánh điều trị nền với tiotropium, và đặc biệt là ở cái nhóm mà gôn ở cái mức độ mà gôn 2, tức là dựa vào cái kết quả đo chức năng thông khí thì cái chỉ số FEV1 là từ 50-80%, thì người ta thấy rằng là khi dùng sớm thì có cải thiện gấp 2,1 lần so với cả nhóm dùng tiotropium. Và một tập hợp các nghiên cứu, người ta so sánh là đánh giá cái hiệu quả của dạng phối hợp giữa LAMA, LABA so với từng cái thành phần đơn trị trong cái giảm các triệu chứng về khó thở, và đặc biệt là đánh giá cái cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cái bộ câu hỏi xanh gióc và đánh giá cái giảm khó thở bằng bộ câu hỏi TDI. Thì người ta thấy rằng là cái hiệu quả của LABA, LAMA nó rõ rệt hơn so với dùng dạng đơn trị. Và với nghiên cứu Otemo 1 và 2 thì cũng thấy rằng là đây là một cái bằng chứng, người ta thấy rằng là khi dùng phối hợp LABA và LAMA thì nó cải thiện rõ rệt khi so sánh với giả dược về việc cải thiện của bộ câu hỏi xanh gióc. Tức là khi dùng các thuốc giãn phế quản như vậy thì rõ ràng là nó cải thiện cái triệu chứng giãn phế quản, cải thiện cái triệu chứng khó thở và cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Về khả năng cải thiện khả năng vận động thì trong cái chương trình Tovito với cái biểu hiện của kết quả nghiên cứu Fisacto thì cũng ta cho chúng ta thấy rằng là cái nhóm mà dùng Lama Lama thì nó có cải thiện cái khả năng vận động rõ rệt hơn so với dùng đơn trị liệu và dùng giả dược. Thì đây là những bằng chứng là thêm cho những bằng chứng chúng ta là rằng giảm cái triệu chứng khó thở thì rõ ràng là có cải thiện cái khả năng vận động và cải thiện cái chất lượng cuộc sống ở nhóm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Lama và Lama cũng như là Lama từ bằng trước đây thì đã chứng tỏ là gì? Nó giúp giảm cái tỷ lệ đợt cấp. Thì một loạt các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là khi so sánh dùng Lama so với giả dược qua nghiên cứu Aplit, qua các nghiên cứu Poet Invigorate thì chúng ta thấy rằng là nó đều có những cái bằng chứng có ý nghĩa thống kê với P dưới 0,05, dưới 0.005 và 0,03 vì nó có giảm cái tỷ lệ đợt cấp một cách đáng kể ở cái nhóm mà dùng Lama so với giả dược và cái nhóm dùng Lama so với dùng Lama. Và một cái nghiên cứu Inspire cũng cho thấy rằng là khi mà chúng ta dùng Lama thì cũng thấy rằng là nó giảm trong cái kết quả nghiên cứu này thì ở cái nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu thì so sánh thì người ta thấy rằng là một nhóm dùng Lama và một nhóm dùng ICS phối hợp với Lama thì với kết quả nghiên cứu người ta thấy là gì? Có không có thấy cái rõ rệt của cái việc mà giảm đợt cấp ở cái nhóm mà dùng ICS phối hợp với Lama so với Lama. Thì đây là mà bên cạnh đấy thì với cái việc mà bệnh nhân dùng ICS phối hợp với Lama thì có tăng nguy cơ những cái tác dụng phụ cũng như là những cái tác dụng không mong muốn ở trên nhóm bệnh nhân. Mà cái bằng chứng là khi dùng ICS Lama mà so với Lama thì cũng không thấy rõ rệt là về cái tỷ lệ giảm đợt cấp. Với nghiên cứu FLAME thì với kết quả nghiên cứu này thì chúng ta cũng thấy rằng là khi so sánh hiệu quả của ICS với Lama với cái hoạt chất là sametirone, fluticasone, khi so sánh với dùng Lama và Lama là nhóm andacaterone, glycopyrronium phối hợp thì cũng thấy rằng là nhóm Lama-Lama thì qua kết quả nghiên cứu thấy có giảm cái đợt cấp có hiệu quả nhiều hơn so với dùng ICS và Lama. Với cái kết quả nghiên cứu SPARK cũng như vậy thì đây cũng là một cái nghiên cứu đưa ra thì chúng ta thấy rằng là khi phối hợp Lama Lama thì cái giảm cái tỷ lệ đợt cấp tốt hơn khi dùng ICS phối hợp với Lama và đây cũng là những cái nghiên cứu mà cái kết quả đủ mạnh để chúng ta thấy rằng là đưa ra một cái phác đồ update mới trong GOLD 2018 đấy là mình sẽ chỉ định dùng ICS và Lama từ cái giai đoạn mà GOLD C, GOLD D những cái trường hợp mà nặng và có rất nhiều đợt cấp thì mình mới cân nhắc dùng ICS và Lama vì những cái tác dụng phụ như không mong muốn khi mà mình dùng ICS. Với cái chuỗi nghiên cứu Tovito, trong chương trình Tovito thì cái nghiên cứu Dinazito, một cái nghiên cứu được công bố mới nhất vào năm 2018 thì các nghiên cứu này thì cũng thấy rằng là khi mà dùng cái Lama Lama với cái hoạt chất là tiotropium oloraterone thì nó giảm 20% các nguy cơ đợt cấp trung bình và nặng và ở những cái bệnh nhân mà cần phải điều trị corticoid đường toàn thân. Thì rõ ràng khi mà đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có nhóm là chúng ta phải điều trị kháng sinh, có nhóm phải dùng corticoid hoặc là có nhóm phải dùng cả corticoid và kháng sinh. Thì qua nghiên cứu này người ta thấy rằng là khi phối hợp Lama Lama thì nó giảm được 20% nguy cơ đợt cấp trung bình và nặng ở cái nhóm mà bệnh nhân phải dùng corticoid đường toàn thân. Đây là một cái nghiên cứu mới nhất mà được công bố ở trên tạp chí Lancet. Và với cái phác đồ điều trị của GOLD mới 2018 cũng như là trong cái hướng dẫn điều trị như vậy thì ta thấy rằng là Lama Lama có một cái vai trò quan trọng trong các phác đồ điều trị. Và với cái việc mà tuân thủ điều trị bệnh nhân cũng đóng một cái vai trò rất rất quan trọng. Ngoài cái việc mà chúng ta dùng đủ thuốc, đúng phác đồ và phù hợp với bệnh nhân rồi thì trên thực tế lâm sàng rất nhiều các bệnh nhân của chúng ta mặc dù đã được các bác sĩ kê đơn nhưng mà vì rất nhiều các lý do thì bệnh nhân cái tuân thủ bệnh nhân cũng chưa phải là thật sự chặt chẽ. Thì người ta thấy rằng là gì? Tuân thủ điều trị kém, đây là một vấn đề mà nó ảnh hưởng đến kết quả cũng như là gia tăng cái chi phí điều trị. Vì chúng ta thấy rằng nếu mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chúng ta không tuân thủ điều trị thì sẽ xuất hiện rất nhiều đợt cấp rồi ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến cái khả năng vận động rồi cũng như là thu nhập của bệnh nhân. Và như vậy thì nó làm tăng cái chi phí điều trị. Và tuân thủ khi điều trị với các thuốc hít kém hơn so với các thuốc uống và thuốc tiêm
Thì đấy là những cái mà bằng chứng người ta nghiên cứu, người ta cũng đã đưa ra như vậy. Và theo ước tính của WHO thì có khoảng 50% những bệnh nhân điều trị bằng thuốc dài hạn cho các bệnh mãn tính, tức là nó kém cái tuân thủ điều trị. Và cái tỷ lệ tuân thủ điều trị ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là hen phế quản là hai cái phác đồ điều trị mà cần phải kéo dài để quản lý bệnh ở hai cái nhóm bệnh này. Thì tôi thấy rằng là nó qua các nhiều nghiên cứu thì cái tỷ lệ nó thay đổi, từ có những nghiên cứu là 22%, có nghiên cứu là 78%. Thì với những cái nghiên cứu đấy thì ta thấy rằng là rõ ràng cái nhóm bệnh lý mãn tính của chúng ta, hen và COPD, thì cái tỷ lệ tuân thủ điều trị nó cũng không cao. Và cái này là cái mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý, và chúng ta cần phải có những cái kế hoạch để giáo dục cho bệnh nhân, người ta hiểu về cái tình trạng bệnh, hiểu về cái sự cần thiết phải cái tuân thủ điều trị. Và có rất nhiều các bằng chứng đã chứng minh rằng là cái hiệu quả lâm sàng phụ thuộc vào cái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân, và đặc biệt là hiện tại với cái phác đồ điều trị đấy là cái thuốc dạng ít hít và cái thuốc dạng có giãn phế quản tác dụng kéo dài thì là cái thuốc đầu tay trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì cái hiệu quả điều trị nó phụ thuộc vào cái việc mà sử dụng như thế nào và các dạng thuốc dùng hít ra làm sao. Và các yếu tố có ảnh hưởng đến cái tuân trị của bệnh nhân nói chung cũng như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến cái tuân thủ điều trị. Thì ta thấy rằng là trong cái nhóm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái hướng dẫn bệnh nhân và dụng cụ hút hít là một trong những cái yếu tố mà quan trọng để các bác sĩ chúng ta phải quan tâm đến, chú ý đến và để cải thiện, thì sẽ giúp cho bệnh nhân của chúng ta sẽ nghe và tuân thủ cái điều trị và giúp cho cải thiện cái hiệu quả của điều trị. Và với cái tổ chức NICE thì cũng đã khuyến cáo là lựa chọn cái dụng cụ hít trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và giúp cho bệnh nhân có cái tuân thủ điều trị tốt hơn thì cũng phải dựa theo cái sở thích của bệnh nhân. Tức là với mỗi bệnh nhân thì mình cũng phải tìm hiểu xem là người ta hài lòng với cái loại dụng cụ nào, cái loại dụng cụ nào làm cho người ta thấy dễ chịu. Chứ còn nếu mà mình cứ bảo cái loại này tốt lắm và ép bệnh nhân thì nhiều khi là nó cũng rất, đấy là một trong những cái rào cản để cho bệnh nhân của chúng ta khó cái tuân thủ điều trị. Và sự hài lòng của bệnh nhân là một cái khía cạnh người ta thấy rất là quan trọng và nó tương quan đáng kể đến cái hiệu quả điều trị. Thì đấy là một trong những cái bằng chứng người ta nghiên cứu rằng là cái loại dụng cụ hút hít mà bệnh nhân hài lòng thì sẽ giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt hơn. Và một cái nghiên cứu người ta cũng nghiên cứu sâu là xem là cái mức độ hài lòng khi các sử dụng dụng cụ phân phối thuốc ở cái nhóm là dùng cái dụng cụ Respimat cũng như là Tubuhaler hoặc là cái dạng MDI, thì người ta thấy rằng là trong ba cái nhóm này thì cái tỷ lệ hài lòng của các nhóm là gần như tương tự nhau, đúng không ạ? 72% ba với cả MDI, 73,3% với Tubuhaler và với các giọng dạng mà dạng hít thì cũng thấy là với gặp tỷ lệ 63,5%. Và cái này thì là rất rất quan trọng. Chúng ta thấy rằng đây là một cái bằng chứng để nó giúp cho các bác sĩ lâm sàng chúng ta mình sẽ sử dụng cái loại nào để phù hợp với bệnh nhân. Tiếp đến, ngoài cái bên cạnh cái sự hài lòng thì cái tỷ lệ lắng đọng của thuốc ở các dụng cụ phân phối thuốc thì cũng là một cái điều quan trọng, vì rõ ràng thuốc tác dụng tại chỗ thì nó phải vào được sâu trong phổi, và đặc biệt là cái khả năng mà bệnh nhân ứ đọng được, tức là cái thời gian mà bệnh nhân lắng đọng để thuốc có thể là tác động vào những cái thụ thể ở biểu mô phế quản là cũng rất quan trọng. Và với cái dụng cụ Respimat thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái dụng cụ người ta nói thấy có cái tỷ lệ lắng đọng thuốc là cao, với cái tỷ lệ 51,6% ở phổi, ở họng miệng chỉ có độ khoảng 19%, ở họng miệng là 19% ở Respimat. Bình hít bột khô thì ở phổi là 28,5% ở họng miệng. Ở qua nghiên cứu này thì chúng ta cũng thấy là cao là 49,3%, đúng không ạ? Và bình xịt định liều thì ở phổi là 8,9% và họng miệng là 82,2%. Thì đây là một cái nghiên cứu, đây là những cái nghiên cứu mà người ta đánh giá để cái là cũng căn cứ để mình đánh giá cái hiệu quả của điều trị của cái dụng cụ phân phối thuốc. Và trên đây là tôi có điểm qua về cái phác đồ điều trị hướng dẫn guideline cập nhật hướng dẫn mới trong phác đồ là chọn LABA và LAMA trong cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ở đây cái điểm mới trong hướng dẫn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính năm 2018 đấy là người ta thấy rằng là mình phải cân nhắc cái chỉ định của ICS ở cái nhóm bệnh nhân từ GOLD B và LAMA là LABA thì ở dạng phối hợp thì sẽ phối hợp điều trị hiệu quả ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và phối hợp olaterol và tiotropium trong cùng một dụng cụ
Lesbimat thì giúp phát huy tối đa cái hiệu quả trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thể hiện bởi cái việc mà cải thiện về chức năng phổi, cải thiện triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng vận động cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì rõ ràng trên thực tế lâm sàng, trong những năm qua khi mà chúng ta dùng cái sản phẩm Spiriva Resmat ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm bệnh nhân bệnh phổi chúng ta cũng được cải thiện nhiều về triệu chứng cũng như là chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là ở bệnh nhân của chúng ta, mặc dù chúng ta đã chọn cái phác đồ điều trị tốt như vậy, nhưng mà nó cũng có một cái rào cản, đấy là cái về cái chi phí điều trị. Và trên thực tế lâm sàng thì các thầy thuốc chúng ta cũng sẽ chọn cái thuốc như thế nào, cái phác đồ điều trị như nào để phù hợp với cái chi phí và cái chi trả của người bệnh. Và trên đây là toàn bộ cái phần trình bày về bài báo cáo của tôi. Đến xin đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Phan Thu Phương.